front back. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi xem cái show 69 nha. Sexy boy, sexy, sexy lady, sexy, sexy show nha các bạn. Đây, cái show này là cái show 69 nè. Chính là cái show sexy show. Mình đang đi tới khu phố đèn đỏ này các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ bắt xe đi tới cái khu đèn đỏ ở thành phố Pattaya nha các bạn. Cái khu phố đèn đỏ này có những cái trò ăn chơi đỏ đen, bia rượu, quán bar, club, gái gú, rồi nhậu nhẹt, hát karaoke, sùm luôn, cái gì cũng có nha các bạn. Nhưng mà trước khi tới cái khu đèn đỏ này á, thì thôi chúng ta bắt xe để mà tới xem một cái buổi biểu diễn hết sức là độc đáo của những cái cô nàng và cậu chàng. Tức là nói đại khái đó chính là những cái cô chàng, tức là sao gọi là lady boy đó các bạn. Các bạn có biết lady boy là gì không? Đó chính là những cái anh chàng thẩm mỹ chuyển đổi giới tính để trở thành một người phụ nữ, nhưng mà có một số thì chưa có hoàn toàn thành công, cho nên ở trên thì là nàng nhưng mà ở dưới là chàng, gọi là cô chàng nha các bạn. Và đương nhiên trong số rất là nhiều cái vũ công từ nam chuyển sang nữ này cũng đã được giải phẫu thẩm mỹ hoàn toàn thành công, và họ trở thành một người phụ nữ thực sự và rất là xinh đẹp luôn nha các bạn. Rồi, cái show đó có gì độc lạ? Mời các bạn cùng với Dương Lễ đón xem nha. Hãy cùng nhau tới xem cái show Ancaza Lady Boy Show nha các bạn. Xin mời các bạn cùng xem với Dương Lễ nha. Ở tại Pattaya cũng có một cái khu vực biểu diễn sân khấu rất là đẹp nha các bạn, đó chính là Ancaza Show. Pattaya được mệnh danh là một cái thành phố ngày ngủ và đêm thức của Thái Lan. Ở đây thường là diễn ra các hoạt động vui chơi thâu đêm suốt sáng. Đặc biệt trong đó thì phải kể đến là cái show Ancaza Show, hay còn gọi là đại nhạc hội của các vũ công nam chuyển giới. Các vũ công này có thể được gọi là Lady Boy, hoặc chúng ta cũng có thể hiểu là đây là một cái Lady Boy Show. Chính là một cái đêm nhạc hội bao gồm hơn 400 diễn viên múa nha các bạn. Đặc biệt là mở màn có một số cái ca khúc truyền thống của người Việt Nam, người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, rất là đặc sắc. Vậy Ancaza Show này nó có cái lịch sử như thế nào? Ancaza Show thì có lịch sử từ năm 1981. Lúc bấy giờ nó khoảng 100 nghệ sĩ biểu diễn thôi các bạn. Nhân viên làm việc trong một nhà hát chỉ khoảng 350 chỗ ngồi thôi. Tuy nhiên, sau gần 40 năm phát triển, Ancaza Show đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với cái tư cách là cái chương trình tạp kỹ hay nhất ở Thái Lan nha các bạn. Đặc biệt, Ancaza Show là sự kết hợp của những cái bộ trang phục rất là lộng lẫy và những cái màn trình diễn tràn đầy năng lượng, mang đến cho các bạn những cái vũ điệu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Cái show diễn Lady Boy Ancaza Show này nó nằm ở Pattaya. Cái show diễn này đã nỗ lực rất nhiều trong những cái buổi biểu diễn, cho nên đã mang lại rất là nhiều khách hàng tới đây để mà tham quan bởi cái nét đặc sắc của nó. Thành thử ra khi đi du lịch Thái Lan thì nhất định bạn phải tìm tới Pattaya để mà tham quan rồi đi vào xem cho được cái show Ancaza này nha. Yeah, vô đây đông người quá, phải đeo khẩu trang nha các bạn. Cái show Ancaza nha, Ancaza nha các bạn. Rồi, chuẩn bị chờ chút xíu tới giờ coi cái show Ancaza nha. Bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Thank you.
Để có một cái ngoại hình xinh đẹp, khả ái và hấp dẫn như thế này, với ba dòng rõ rệt, thì các nữ vũ công của chúng ta đã phải trải qua hơn 35 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nha các bạn. Vô cùng đau đớn và vô cùng coi như là khốc liệt, và phải trải qua những cái buổi luyện tập rất là ghê rợn để mà trở thành một cái người phụ nữ xinh đẹp như thế này. Cho nên chúng ta cần phải trân quý cũng như là ủng hộ những cái cô nàng này trong những cái cuộc biểu diễn, và chúng ta cho họ những cái sự tưởng thưởng bằng những tràng pháo tay. Và chúng ta khi ra ngoài chúng ta chụp ảnh, chúng ta nên tiếp cho họ để họ có thêm một cái động lực trong cái cuộc sống này nha các bạn. Thì rất là nhiều người thắc mắc về cái đời sống của những cái cô ladyboy này. Thực chất thì trong cái quá trình chuyển đổi giới tính, ban đầu họ là nam, rồi sau đó trở thành ladyboy, rồi sau đó mới trở thành nữ, thì cái cuộc sống gối chăn cũng diễn ra bình thường như những người khác. Ban đầu là nam thì họ làm theo kiểu nam, còn thành nữ thì họ làm theo kiểu nữ. Cái này các bạn có thể tìm hiểu trên internet rất là dễ dàng bởi cái từ khóa là ladyboy nha các bạn. Khi đi qua tham quan chơi ở khu phố đèn đỏ, nếu mà các bạn muốn trải nghiệm về một cái cô ladyboy như thế nào thì có thể order một cô đem về phòng mà nghiên cứu nha các bạn. Cái này bên đó khách Tây khách ta không ai phân biệt được cái người như thế nào đâu. Các bạn cứ tha hồ nghiên cứu rồi mới trải nghiệm mà biết nha các bạn. Chúc các bạn có một cái buổi trải nghiệm thật là thú vị nha. Trong một số đoạn video mình có thay đổi nhạc nền, bởi vì là những cái bài hát ở trong cái cuộc biểu diễn này nó có bản quyền nha các bạn. Khi mà các bạn tới xem thì sẽ được thưởng thức những cái tác phẩm âm nhạc rất là hay và ăn với nền nhạc cũng như là cái tông nhạc rất là hiện đại trên cái nền nhạc non stop không dừng, thì các nghệ sĩ này biểu diễn rất là đẹp. Còn một số đoạn bị đánh bản quyền, thành ra là mình phải thay đổi nhạc nền, các bạn thông cảm nha. Khi đi xem thì cái buổi biểu diễn này đâu đó khoảng độ hơn 1 tiếng đồng hồ, coi rất là đã, cực kỳ đã luôn nha các bạn, nhớ tới xem nha. Bring the funk back. Vì lý do bản quyền cho nên mình chỉ quay một vài góc độ cũng như một vài trích đoạn thôi nha các bạn. Nếu các bạn mà muốn xem full cái buổi biểu diễn này á thì tốt nhất là tới đây xem thì mới tận mục sở thị, cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ tươi mát luôn nha. Ankaza Show nó là một cái show biểu diễn của những cái nghệ sĩ chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ, và là một trong những cái chương trình giải trí góp phần mang lại sự nổi tiếng cho cái thành phố biển Pattaya này nha các bạn. Đặc điểm nổi bật của cái Ankaza Show là 100% mỹ nam, tức là 100% mỹ nhân ở đây đều là nam giới chuyển thành nha. Và diễn viên chỉ là hát nhép theo những cái máy thôi, chứ họ không có hát thật và biểu diễn những cái ca khúc này bằng cách hát nhép thôi nha các bạn. Cái Ankaza Show này là một cái chương trình biểu diễn cực kỳ hoành tráng và chuyên nghiệp. Các bạn có thấy cái hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp chưa? Khán giả vừa chiêm ngưỡng nhan sắc của các cô nàng, vừa nể phục tài nghệ của những cái bác sĩ thẩm mỹ ở Thái Lan, biến những cái anh chàng cơ bắp thô kệch từ nam giới trở thành những cái cô người mẫu uyển chuyển và mềm mại với cái gương mặt vô cùng khả ái. Thậm chí là nhiều phụ nữ đến đây còn phải ghen tị với cái sắc đẹp của họ nha các bạn.
những cái thân hình bốc lửa trong những cái bộ trang phục tựa như là những cái con công đang khoe sắc, mang đậm những cái phong cách Nam Mỹ trong những cái lễ hội Carnival truyền thống của Brazil nè. Rồi những cái hình ảnh các cô gái Nga được thể hiện sống động trong phủ điệu Fabulous Russia với các điệu nhảy truyền thống ở cái xứ sở Bạch Dương. Khi mà buổi biểu diễn vừa xong, những cái nghệ sĩ chuyển giới này họ rất là nhanh chân đi ra ngoài sân để chờ đợi các bạn và chụp hình lưu niệm cùng với các bạn nha. Và lưu ý là mỗi một lần chụp ảnh vậy chúng ta sẽ tiếp cho những cái cô này là 100 bạc nha các bạn. 100 bạc là tương đương với khoảng 70 ngàn thôi. Hãy ủng hộ họ nha các bạn. Xem xong cái buổi biểu diễn cuối cùng của anh Caso cũng khoảng tầm 10 giờ thì chúng ta sẽ đón xe đi ra cái khu phố đèn đỏ. Thực chất cái khu này nó có cái tên là Walking Street, tức là cái khu đi bộ đó các bạn. Vì cái chuyến tham quan Thái Lan của mình bắt đầu vào đầu tháng 7 dương lịch, cho nên là cái lúc bấy giờ thì Thái Lan cũng mới mở cửa đón du khách nước ngoài. Thành thử ra là đường phố nó ban đêm nó cũng vắng hơn một chút, rồi cái khu đèn đỏ này nó cũng vắng hơn một chút nha các bạn. Còn những cái ngày bình thường mà không có liên quan gì tới dịch bệnh á, hồi trước đây á, nó đông như kiến như cỏ luôn á các bạn. Bạn tới đây là quá trời khách nước ngoài, Đông, Tây, Nam, Bắc, Âu, Á gì đều có hết nha các bạn. Người Việt Nam chúng ta đi qua khu Thái Lan cũng tới chỗ này ăn chơi nhậu nhẹt cũng rất là đông luôn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi trên một cái chiếc xe. Chiếc xe này nhìn nó rất là đặc biệt, nó giống như chiếc xe Lam ở Việt Nam á. Thực ra thì không phải xe Lam, bản chất của nó là một chiếc xe bán tải nha các bạn. Y kiểu như là quay trắc rồi Forenzer đó các bạn. Họ độ lại thành một chiếc xe để mà chở khách. Thì theo luật ở bên đây á, khi mà độ cái thùng như thế này thì mới được chở khách. Còn nếu như mà để cái xe bán tải thuần tí mà chở khách ngồi phía sau á, thì là vi phạm luật giao thông nha các bạn. Ngoài cái xe này ra thì người ta còn đi những cái xe như xe túc túc á, nó chạy bán sống bán chết ngoài đường, khách hàng ngồi trên đó cười kêu bằng mà ngặt nghẽo luôn á. Thì những cái anh chàng tài xế xe túc túc họ thấy như vậy, họ tưởng đâu du khách nước ngoài khoái chí, họ càng lạng lách, càng đánh võng và càng chạy kinh hồn bạc vía hơn nha các bạn. Nên là đi qua đây á, là cố gắng ngồi lên xe túc túc chơi thử coi như thế nào nha. Nhớ học vài câu tiếng Anh để kêu ảnh chạy xe và biểu diễn cái kiểu chạy xe túc túc hai bánh coi làm sao nha các bạn. Xem coi nó có lăn cù ra đường hay không nha. Từ cái khu mà Ancazaso á, các bạn đón xe đi tới cái khu phố đèn đỏ này, nó đâu tầm khoảng chưa tới 4 km, cho nên là mình đi nó cũng cảm thấy là nó rất là gần, đâu đó khoảng chừng 10 hoặc là 15 phút bằng xe túc túc thôi nha các bạn. Xe túc túc thì nó chắc cũng chạy 10 phút thôi, nó chạy bạc mạng, còn cái xe mà xe Lam này cũng chạy 15 phút nha các bạn. Và cũng là nhân cơ hội chúng ta ngắm thành phố Pattaya về đêm coi như thế nào nhé. Thưa các bạn, cái phố đi bộ Pattaya là một cái quận đèn đỏ ở cái thành phố biển xinh đẹp Pattaya. Nó thuộc ở Thái Lan. Thì cái phố đi bộ này là một cái điểm thu hút khách tham quan cả trong nước và cả ngoài nước. Người Thái cũng tới đây chơi rất đông, chủ yếu là ghé đến để thăm thú giữa cuộc sống về đêm của thành phố. Có người thì tham gia vào những cái trò chơi và những cái khu giải trí ở đây nha các bạn. Khu phố đèn đỏ Thái Lan thì nó bao gồm rất là nhiều nhà hàng hải sản nè, những cái địa điểm mà trình diễn âm nhạc trực tiếp như là quán bar, club vũ trường, quán bar thể thao, rồi quầy bar di động, câu lạc bộ đêm, khách sạn, rồi karaoke. Rồi chúng ta tới cái đoạn đường bắt đầu đi bộ nha các bạn. Phía trước nó ghi cái chữ là Walking Street thôi. Ở trong này cấm các loại xe, chỉ được đi bộ trừ xe của cảnh sát. Thỉnh thoảng mình thấy một vài người khách nước ngoài họ nhậu xỉn quá, họ quậy phá hay là như thế nào đó,
bị mấy anh cảnh sát bắt lên xe bán tải và chở đi nha các bạn. Mình đang đi lên cái khu phố đèn đỏ này các bạn. Cái khu vực này nó hoạt động từ 6 giờ tối cho tới 2 giờ khuya là nó nghỉ nha các bạn. Bãi đậu xe ô tô, xe gắn máy thì được xây dựng ở gần đó, cho nên là cái việc mà gửi xe đi bộ cũng rất là thoải mái nha. Chính quyền thành phố Pattaya họ có quy hoạch cái biển hiệu ở đây luôn nha các bạn, từ năm 2015, và đã nỗ lực để cải thiện cái khả năng mà gọi là tiếp cận xe cấp cứu khi mà đi vào cái khu phố đi bộ này trong những cái trường hợp khẩn cấp đó. Rồi cùng nhau khám phá những cái hình ảnh ở cái khu phố đèn đỏ này nha. Những cái cảnh tượng mà những cái cô gái quán bar nè, rồi những cái lady boy ăn mặc thiếu vải đứng đường mời mọc khách hàng trong cái khu phố đèn đỏ này không có gì là lạ lùng nữa. Mỗi một năm như vậy á, hàng triệu những cái du khách du lịch đổ về Thái Lan để mà trải nghiệm cái cuộc sống về đêm ở đây. Tuy nhiên trong số đó rất là nhiều người đến từ những cái thành phố lớn như Bangkok, Pattaya để mà tìm kiếm các dịch vụ người lớn, một cái ngành công nghiệp mang lại cái ngoại tệ rất là lớn. Ước tính mà mỗi một năm như vậy, Thái Lan đón khoảng 60% khách du lịch là nam giới và 70% trong số này là tìm đến các dịch vụ người lớn nha các bạn. Dọc theo đường đi các bạn rất là dễ thấy các cô gái ăn mặc rất là đẹp. Hầu hết là chúng ta thấy đứng lẻ loi ở ngoài á, rồi chặn khách lại để mà nói nhỏ cái gì đó, hay là kêu khách là hú hí hay là quắc quắc lại, thì hầu hết đó là những cô gái bán hoa. Còn đại đa số ngồi ở trong các quán thường thì là những cái cô tiếp viên về bia, rồi nhảy cột múa cột. Nhưng mà hầu hết thì nó là những cái khu nhà thổ thôi các bạn, cho nên là khách Tây tới đây cũng rất là đông. Trải qua 2 năm dịch bệnh vừa rồi thì cái khu phố đèn đỏ ở Thái Lan nó bị lao đao y như là một cái người bệnh hấp hối vì dịch bệnh đó các bạn. Khách khứa thì tới rất là ít, khách du lịch thì không có tới. Đầu tháng 7 vừa rồi thì mới mở cửa cho du khách để mà đi vào Thái Lan để tham quan thôi, cho nên khách hàng nó rất là ít các bạn ạ. Thời điểm mình đi bộ ở trong cái khu đèn đỏ này khoảng 10 giờ rưỡi cho tới 11 giờ khuya nha các bạn. Đấy các bạn thấy không, có một chiếc xe mà bán tải có hai cái anh cảnh sát ngồi giữ một cái người khách Tây hình như là đang nằm lăn cù trên xe, không biết là nguyên nhân gì. Có khả năng là say quá rồi xỉn rồi quậy hay như thế nào đó. Rồi các bạn nhìn thấy bên đường nè, rất là nhiều cô gái rất là xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ là hấp dẫn và gợi cảm luôn. Họ đứng ở bên trong những cái khu gọi là cà phê, quán bar, beer club. Rồi một số thì là đứng có cái bảng để mời chào khách, để mà dẫn dụ khách qua đêm. Cũng có một số cô thì là phục vụ những cái món ăn, rồi quán ăn, quán nhậu thôi các bạn. Đó các bạn thấy không, mấy cô này đang cầm cái bảng để quảng cáo đó, với cái giá tiền ở trên đó luôn đó. Bao nhiêu bạc đó, 60 bạc, 90 bạc luôn đó các bạn. Các bạn cũng thấy nhiều cặp đôi khách hàng là những cái người nước ngoài, có đi với vợ hoặc là đi với chồng hoặc là đi với người yêu, đi trong cái khu này họ để tham quan rất là nhiều luôn. Còn đây một cái cô gái bán hoa đang đứng hút thuốc nè, các bạn rất là dễ nhận thấy. Nhìn thấy đa số thì là các cô gái này rất đẹp, nhưng mà bạn sẽ không có chắc chắn được là họ là nữ 100% hay là người chuyển giới đâu nha. Thậm chí có những cái trường hợp người địa phương là người Thái Lan họ nói cho mình biết là ngay cả khi cưới cô ấy về rồi thì mới biết là người chuyển giới nha các bạn. Đó, cho nên là cái trình độ mà chuyển giới ở Thái Lan rất là đẹp luôn, rất là coi như là cao cấp luôn á các bạn. Rồi, Dương Lễ cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ bấm nút đăng ký nè, bấm nút chuông thông báo để mà nhận cái video mới khi mà mình có phát hành những cái video mới nha các bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái tập tiếp theo về cái du lịch Thái Lan của Dương Lễ nha các bạn. Bye bye.
về đường này luôn phải không?